những kinh sách mê tín câu hỏi của phật tử luân hỏi kính thưa thầy đạo phật chủ trương phải tự cứu mình tức là phải dùng sức tự lực của bản thân để ly dục ly ác pháp không làm khổ mình khổ người và khổ muôn loài chúng sanh giải thoát sanh tử khổ đau luân hồi của kiếp người vậy thì tại sao lại có các loại kinh thủy xám lương hoàng Sám, pháp hoa a di đà địa tạng vu lan bồn dạy toàn tha lực tức là lo tụng niệm vang sinh chư phật chư vị bồ tát thiên long bát bộ hộ pháp già dạ lam chư vị thiên thần gia hộ cho tay qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ hoặc tiếp dẫn hương linh về cõi cực lạc tây phương của đức phật a di đà như vậy có quá mâu thuẫn không thưa thầy xin thầy vạch rõ chỗ đúng sai để chúng con được biết. Đáp. Kinh sách đại thừa phát triển là kinh sách chịu ảnh hưởng của Bà La Môn giáo, nhất là chịu ảnh hưởng của kinh sách Vệ Đà thuộc về tư tưởng văn minh Ấn Độ. Nhưng khi truyền sang qua các nước lân cận thì nó lại tiếp thu những sự mê tín và lạc hậu của dân tộc các nước khác nên kinh sách đại thừa là một loại kinh sách tập hợp nhiều tư tưởng và những phong tục tập quán của con người có thể gọi kinh sách này là kinh sách bị thế tục hóa có nghĩa là khi nó truyền vào một thời kỳ nào của xã hội thì nó bị đồng hóa với xã hội đó ví dụ kinh sách này truyền vào gặp thời phong kiến thì nó bị đồng hóa với thời phong kiến với tư bản thì nó bị đồng hóa với tư bản với khoa học thì nó bị đồng hóa với khoa học kinh sách đại thừa không có một đường lối riêng biệt chỉ là một sự vay mượn một chiếc áo chấp vá nhiều miếng vải cho nên nó chẳng có gì đặc biệt cả chỉ nhai lại bả mía của kẻ khác nhưng muốn nuốt cho trôi bả mía đó tức là nó khéo dùng những danh từ để làm cho người khác khó nhận ra tưởng đó là một giáo lý mới mẻ nhưng không ngờ những người hiểu biết đã thấy rõ nó đi dẫm lại lối mòn của người xưa vì thế những danh từ lương hoàng Sám thủy sám pháp hoa viên giác thủ lăng nghiêm a di đà địa tạng vu lan bồn bát dương thập vương lăng già hoa nghiêm tất cả những loại kinh sách này là tư tưởng của ngoài đạo chứ không phải của phật giáo mà đã không phải của phật giáo thì làm sao chúng ta cho phật giáo có mâu thuẫn với phật giáo được chúng ta chỉ cần biết kinh sách này không làm lợi ích cho con người nó chỉ là một bánh khóe lừa đảo con người làm những điều phi đạo đức và rất tai hại cho con người